Như vậy xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá HB thị trấn Cần Đức. Lúc này thì trước mắt chúng ta đang là trận cầu giao hữu sắp sửa được diễn ra giữa các cầu thủ trẻ Cần Đức và đội bóng trẻ Long Hữu. Và như vậy thì tiếng còi bắt đầu hiệp 1 cũng đã được vang lên và trận đấu đã được bắt đầu. Trận đấu đang được phát sóng trực tiếp trên hai fanpage, fanpage Media 68 và fanpage bóng đá Phượng Miền Tây. Quý vị khán giả có thể truy cập vào fanpage. Như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho cầu thủ bên phía đội bóng trẻ Cần Đức. Một tình huống dứt điểm quá khó chịu, cũng đã đi rất hiểm trong tình huống vừa rồi. Với các cầu thủ thuộc lứa tuổi học sinh thì khung thành của sân bóng 7 người có vẻ như nó quá rộng. Tình huống ghi bàn mở tỷ số 1-0 và chúng tôi vẫn chưa xác định được số áo của cầu thủ vừa mới ghi bàn. Rất khéo léo. Những tình huống giữ bóng tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh nhưng đã để mất bóng rồi. Đây là cơ hội. Pha áp sát không có được đường truyền chuẩn xác vào trong. Tiếp tục là những nỗ lực của các cầu thủ bên phía trẻ Long Hữu nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đây là khoảng trống nữa rất lớn qua lối mặt dành cho cầu thủ trắng dứt điểm. Tỷ số đã được quân bình. Một điều dành cho các cầu thủ đội bóng trẻ Long Hữu. Một tình huống ghi bàn rất hay của Gia Huy. Một pha chuyền bóng để thoát pressing của các cầu thủ bên phía đội bóng trẻ Long Hữu và Gia Huy đã tận dụng cơ hội này rất tốt để mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng trẻ Long Hữu. Tỷ số đã được gỡ hòa một điều. Vẫn là sự chủ động. Gara. Đường chọc khe, dứt điểm đi, không vào. Cú đá trong tư thế đối mặt lại không đủ hiểm. Và đây là nỗ lực đáp trả đến từ các thủ trẻ Long Hữu. Đội bóng áo trắng đang thi đấu có phần hơi bất lợi hơn. Nhưng họ đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Lại là vị trí của Gia Huy. Cú đúp bàn thắng dành cho số 19 bên phía đội bóng trẻ Long Hữu để đưa trận đấu tạo ra lợi thế dành cho đội bóng áo trắng. Một tình huống dứt điểm chéo góc ngay sau pha bỏ lỡ của Quốc Kaka. Các thủ bên phía đội bóng trẻ Long Hữu đã tổ chức một đợt phản công. Thêm pha đi bóng của Ghana. Đường truyền xuống đáy biên. Cơ hội nữa dành cho trẻ Cần Đức. Xây sở. Đường truyền ra. Ghana đối mặt dứt điểm đi. Pha kết thúc rất đơn giản. Số 8 có được một pha dứt điểm dễ dàng để mang lại bàn thắng quân bình tỷ số 2 đều. Lợi thế dẫn trước của các cầu thủ bên phía trẻ Long Hữu không duy trì được lâu. Và Ghana đã rất nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ áo xanh. Thành Tài. Đường truyền của Thành Tài. Một cú tỉa bóng có lực khá tốt mà lại là cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Tỷ số lại được nâng lên 3-2. Một pha bóng lỏng lẻo của hàng phòng ngự bên phía đội bóng trẻ Cần Đức và họ đã phải trả giá với tình huống ghi bàn vừa rồi. Cầu thủ mang áo số 2 là người ghi bàn. Chúng ta cùng nhìn lại bàn thắng vừa rồi. Một tình huống đột phá nữa với pha chuyền dài của Thành Tài. Có phần hơi bế tắc và họ lại để mất bóng rồi. Bóng về chân của Bắp Cải. Được chuyền hay Thành Dân. Cơ hội dành cho các thủ trẻ Long Hữu dứt điểm sức căng. Cú dứt điểm đã đi không chính xác. Tỉa bóng lỡ ra. Tuy nhiên thì bóng vẫn trong cầm kiểm soát của Bắp Cải. Bắp Cải đột phá qua người thành công và đây là cơ hội được chuyển ra dứt điểm đi. Thêm một bàn thắng nữa, tỷ số đã là 4-2 dành cho các cầu thủ bên phía trẻ Long Hữu và người lập công là Thành Tài. Cầu thủ mang áo đỏ đã có được pha điểm bóng cận thành sau một loạt những tình huống đột phá rất hay của Bắp Cải bên phía hành lang cánh phải. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống đột phá của Bắp Cải và cú tỉa bóng của anh đã tạo điều kiện dành cho vị trí của bóng lại trở về quyền kiểm soát của các cầu thủ trẻ Cần Đức. Tình huống xuất xa. Thêm pha lấy bóng của Ghana. Tiếp tục là những cơ hội dành cho các thủ trẻ Cần Đức. Qua người thành công. Dứt điểm góc hẹp. Cú đá chưa đủ chính xác. Vẫn còn thêm pha kết thúc. Không được. Bóng lại đi ra ngoài. Tình huống tấn công nữa dành cho các thủ áo trắng. Đường chuyền của Bắp Cải rất chống trải. Đây là Nhật Trường. Nhật Trường. Dứt điểm. Cú đá khá nguy hiểm. Được chuyền dọc biên. Nỗ lực tấn công tiếp theo dành cho các thủ xanh. Phía bên trong đang là Ngọc Lợi. Tình huống di chuyển không bóng. Đánh gót. Khoảng trống dành cho số 15. Dứt điểm. Đường chuyền ngang, Ghana rất chống chạy, Ghana dứt điểm đi, Ghana kết thúc. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4 dành cho cầu thủ trẻ Cần Đức. Tình huống làm bàn tiếp theo của Ghana. Và ghi bàn của số 8 để có thể rút ngắn cách biệt dành cho cầu thủ bên phía đội bóng trẻ Cần Đức. Và nhen nhóm hy vọng có điểm số dành cho họ trong trận đấu này. Đường chuyền ngang rất hay đến từ Ngọc Lợi. Số 11 đã đột phá rất cố gắng để có thể tung ra đường chuyền dành cho Ghana. Và lỗi và đã có thêm những sự thay người khi mà hoàn toàn được tung vào sân. Như vậy thì đã có bàn thắng gỡ hòa 4 đều. Trong tình huống mà các thủ bên phía đội bóng áo trắng vừa mới thay người, họ đã để lọt lưới bàn thua thứ tư trong tình huống dứt điểm của Hữu Phước. Cầu thủ đã khoác chiếc áo số 13 của Tâm Bo đã tận dụng cơ hội đá phạt nhanh đến từ đồng đội để ghi bàn. Một tình huống phối hợp rất nhịp nhàng khi mà vị trí của Ghana đã chớp thời cơ. Đánh đầu ngược rất nguy hiểm. Xin chúc mừng thì có bàn thắng thứ 5 dành cho các thủ bên phía đội bóng trẻ Cần Đức. Hữu Phước được căng ngang khoảng trống không được, tình huống bỏ lỡ quá khó hiểu của Ngọc Lợi. Thêm pha kết thúc, như vậy thì cuối cùng Ngọc Lợi cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình sau khi bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ngang trước đó.
Các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đã có được bàn thắng thứ 5 để tạm thời lấy lại lợi thế dẫn bàn. Một trận đấu mà hai đội đã tạo ra những bàn sượt đuổi quá hấp dẫn. Chúng ta cùng xem lại cơ hội này. Tình huống treo bóng rất khó chịu, bóng đã dội vào xa ngang sau cú ra chân vừa rồi. Quá đáng tiếc cho Ghana, một cú cưa lòng cực kỳ khó chịu của cầu thủ áo số 8 nhưng không gặp may. Và dứt điểm quá tốt nhưng bóng lại tìm đến xa ngang. Tiếp tục là cơ hội Gia Huy, dứt điểm siêu góc không vào. Cú đá của Gia Huy đã đi ra ngoài. Cầu thủ mà các thủ hai bên không khoan nhượng, Ghana lấy bóng thành công và đây là cơ hội tấn công tiếp theo dành cho cầu thủ trẻ Cần Đức vẫn còn. Ngập lại dứt điểm. Cú đá không đủ uy lực của số 11. Vẫn chưa thể đánh bại được vị trí của thủ môn bên phía đội bóng trẻ Long Hữu. Thêm pha kết thúc không vào. Liên tục những pha bóng nguy hiểm mà các thủ áo xanh tạo ra. Đây lại là bàn thắng rồi. Một tình huống ghi bàn nữa dành cho các cầu thủ trẻ Cần Đức để nâng tỷ số lên thành 6-4. Sau khá nhiều những pha bỏ lỡ, các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đã có được cho mình thêm một pha lập công. Bàn thắng dành cho cầu thủ mang chiếc áo số 15, vị trí của Tấn Huy. Và liệu là cái chân trái của Ghana có đủ ngoan hay không? Không được, cú đá lần này đã đi vọt xa. Một pha treo bóng nữa, đây lại là cơ hội để dành cho các chân sung áo xanh. Sắc xanh vẫn còn Gia Huy. Và dứt điểm đây, cố gắng của Gia Huy vẫn còn. Bóng tiếp tục trong chân của các cầu thủ bên phía đội bóng trẻ Long Hữu nhưng vừa rồi pha kết thúc đã không thành công. Khá bình tĩnh. Nguy hiểm áp sát, dứt điểm đi. Không có pha kết thúc được tung ra, một tình huống xích chút nữa đã có tình huống đốt lưới nhà của các cầu thủ bên phía trẻ Long Hữu. Nỗ lực nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng trẻ Long Hữu. Đi bóng rất hay, đường chuyền ngang không được, đó là pha dứt điểm thẳng. Và bất cải không có cơ hội để đá bồi, vẫn còn thêm một pha ra chân nữa chăng. Đây là cơ hội dành cho các thủ áo xanh, rất bình tĩnh, thủng pha bóng quyết liệt. Cơ hội là dành cho vị trí của Tấn Huy, dứt điểm chéo góc không vào. Và đây là pha đột phá thành công, trẻ Cần Đức lại có thêm cơ hội tiếp cận khung thành. Không có một cú đá chuẩn xác được tung ra, vẫn còn tiếp tục một cơ hội nữa. Vẫn là pha qua người và đây là thời cơ nữa dành cho số 14. Đã có bàn thắng thứ 7 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng trẻ Cần Đức. Đó có vẻ như là vị trí của Tâm Bo, số 14 đã ghi bàn. Một cú dứt điểm chéo góc, cú đá đầu tiên đã, xin lỗi bạn, đó là một tình huống qua người và dứt điểm chéo góc cực kỳ hiểm hóc của Tâm Bo. Quyền đá biên sẽ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Cú treo bóng, pha tiếp cận của bắp cải, cơ hội đối mặt. Vẫn là cơ hội dứt điểm đi, không được. Lại là những pha bóng thiếu chắc chiêu của các chân sung bên phía đội bóng trẻ Long Hữu. Pha va chạm khá quyết liệt. Áp sát lấy bóng thành công, kết thúc chéo góc không vào. Thêm một pha dứt điểm bị thủ môn bên phía đội bóng trẻ Long Hữu cản phá. Cơ hội lại trở về với các thủ áo trắng, áo xanh. Đây là cơ hội ghi bàn nữa và có thêm một bàn thắng thứ 8 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng trẻ Cần Đức. Tình huống ghi bàn tiếp tục là của Tambo. Quá dễ dàng cho số 14 ở trong tình huống dứt điểm này khi mà bóng đã đến rất gần khung thành rồi. Công việc còn lại của Tambo là quá đơn giản khi chỉ cần chạm nhẹ vào đầu là có thể đưa bóng vào lưới. Tình huống lao ra tranh chấp không thành công của thủ môn bên phía đội bóng trẻ Long Hữu và hậu quả là họ phải nhận thêm một bàn lọt lưới nữa. Vẫn là cơ hội tiếp theo. Ngọc Lợi giữ bóng rất bình tĩnh, đừng chọc khe. Cơ hội dành cho các cầu thủ áo xanh vẫn không vào. Tranh chấp rất quyết liệt, một cơ hội nữa dành cho vị trí của Nhật Trường, dứt điểm đi. Cú đá của Nhật Trường vẫn chưa đủ hiểm hóc,